We'll be right back.
xin chào đón các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đã cùng về tham dự với lễ khai trương cơ sở chế biến suất ăn hàng không tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn hàng không Việt Nam. Ladies and gentlemen, we would like to warmly welcome all of you, our honored guests, to our opening ceremony of Vietnam Air Catering Services at Nội Bài International Airport. Xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi tới lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý đã cùng về tham dự và cùng chúc mừng cho buổi lễ vô cùng long trọng được chúng tôi tổ chức tại đây trong buổi sáng ngày hôm nay. On behalf of our organizing committee, we would like to express our sincere gratitude, our wishes to your good health, and to our most respectful greetings to all of you present here with us at the ceremony today. Vâng, và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với những phần lễ chính thức, những phần rất quan trọng cho buổi lễ ngày hôm nay, mời các quý vị chúng ta một lần nữa cùng hướng tầm nhìn của mình về phía khu vực sân khấu chính. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức những món quà nghệ thuật, những món quà âm nhạc của các nghệ sĩ thay cho lời cảm ơn tới sự hiện diện rất quý báu của quý vị đã hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay. More than to say, we would like to send you a very special music performance presented by our singers, and please enjoy the performance. Thank you. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang, nhạc phẩm có tựa đề Điều Giản Dị. Và với nhạc phẩm này, chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu nam ca sĩ Xuân Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức. Dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gợi bao khát khao, mắt em vời vợi đắm đắm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây chút rời lá, gió chiều bỗng trần sao xuyến mãi khôn nguôi. Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu. Vẫn thế dồn làm mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu, nếu không có người mặt đất quá hoang vu. Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em.
càng xa em, ta càng thấy yêu em. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần biểu diễn của nam ca sĩ Xuân Vũ. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm của tựa đề True Love Tomorrow. Và với nhạc phẩm này, chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu nữ ca sĩ Phương Thủy. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you so much. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi rất trân trọng được chào đón sự tham gia rất là đông đảo của các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đã cùng về tham dự và chúc mừng cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là sự hiện diện của các quý vị khách quý. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn.
xin được trân trọng giới thiệu và chào đón ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn. Về phía lãnh đạo ngành hàng không, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Ladies and gentlemen, joining us at the ceremony today, it is our great honor to introduce the presence of our great honor, Mr. Võ Huy Cường, Deputy General Director of CV Aviation of Vietnam. Vâng, và kính thưa quý vị, cũng về tham dự và chúc mừng cho buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ban lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Managers of Airports Corporation of Vietnam. Tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc. Mr. Trần Hoài Phương, General Manager of Northern Airport Authority. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long. Mr. Phạm Ngọc Thanh, Chairman of Board of Thăng Long Air Service Corporation. Và chúng tôi cũng xin nồng nhiệt giới thiệu và xin được chào đón tới sự tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Còn có sự hiện diện của đại diện ban lãnh đạo các cơ quan, các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Especially today, it is our great honor to introduce the presence of the General Managers, General Representatives, Asian Region Managers, Station Managers, Managers and Staffs of over 40 airlines. At the floor, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airlines, Cathay Dragon, Korean Air, Eva Air, China Airlines, Thai Airways, China Southern Airlines, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qatar Airlines, Turkish Airlines, Vietjet Air, Emirates, Pegas, Jeju Air, Kenya Airlines, Asiana Airlines, Lao Airlines, Hong Kong Airlines, Malaysia Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Cambodia Angkor Air, Lucky Air, Royal Flights, Sichuan Airlines, and other airlines. Especially, we would like to introduce the presence of our honored guest from headquarters from overseas, Mr. Antukov Nikolai, Deputy General Director of Aeroma from Moscow, Mr. Rada Sonton, Vice President of Lao Airlines from Vientiane, Mrs. Amphaphang Salivon, General Director of Catering Lao Airlines from Vientiane, Mr. Kim Du Jang, Contract Managers of Asiana Airlines from Seoul, Korea, Mr. Brian Go, Deputy General Director of Hong Kong Airlines from Hong Kong, Mr. Ahmed Akpina, General Director of Turkish Airlines in Vietnam. Vâng, và thưa quý vị, về phía Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất ăn Hàng không Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. And from Vietnam Air Catering Services, we would like to introduce Mr. Nguyễn Minh Hải, Chairman of Board. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Dương Tiến Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty. Mr. Dương Tiến Nghĩa, General Director. Và chúng tôi cũng rất vui mừng khi được đón tiếp đại diện các ngân hàng, các nhà thầu, các nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn báo chí và truyền hình trong nước đã cùng đến tham dự và chúc mừng cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin được nồng nhiệt chào đón. Thưa quý vị, và để mở đầu chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và xin được kính mời lên sân khấu ông Dương Tiến Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất ăn Hàng không Việt Nam sẽ lên phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời ông. To start the program today, we would like to introduce Mr. Dương Tiến Nghĩa, General Director of Vietnam Air Catering Services Company, to be on the stage to make his speech. It is our great honor to invite you. Kính thưa ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Mr. Võ Huy Cường, Deputy General Manager of CV Aviation of Vietnam. Kính thưa ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Sóc Sơn. Dear Mr. Phạm Văn Minh, Deputy Secretary of Sóc Sơn District Party Committee in Vietnam.
Kính thưa ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc. Mr. Trần Hoài Phương, General Director of Northern Airport Authority. Kính thưa ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long. Dear Mr. Phạm Ngọc Thanh, Chairman of Board of Thăng Long Air Service Corporation. Kính thưa các quý vị, khách quý là đại diện các hãng hàng không. Dear valued guests who are the representatives of partner airlines in Vietnam. Kính thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu là đại diện các cơ quan hữu quan đang hoạt động trên địa phận cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Dear valued guests who are the representatives of Nội Bài International Airport, Northern Airports Authority, People's Committee of Sóc Sơn Commune and Hanoi City's Authority. Trước hết, cho tôi thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất ăn Hàng không Việt Nam xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự lễ khai trương cơ sở chế biến xuất hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và xin được gửi tới quý được đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. First of all, on behalf of the Board of Directors and the whole employees, I would like to give a warm welcome and also a special thanks to our distinguished guests for joining us at this special event. Once again, we would like to wish you all good health, happiness and success. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khách quý. Ladies and gentlemen. Để đáp ứng nhu cầu dịch vụ xuất ăn hàng không trước sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động hàng không trong nước và quốc tế, trên cơ sở kế hoạch phát triển ngành giao thông vận tải giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất ăn Hàng không Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng dự án cơ sở chế biến xuất ăn tại các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cam Ranh, Phú Quốc và Đà Nẵng. In order to meet the demand for supplying in-flight catering services in the event, the strong development of airline operation. In line with transportation development and planning in the period 2020 and the orientation until 2030 approved by the Prime Minister and authorized by Ministry of Transport, Civil Aviation Authority of Vietnam. Vietnam Air Catering Services has researched and started the project of building catering facilities at four different international airports along Vietnam, which are Nội Bài, Cam Ranh, Đà Nẵng and Phú Quốc International Airports. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến xuất hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận và khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2016. Sau gần 9 tháng tích cực triển khai, đến hôm nay tất cả các hạng mục và tổng thể dự án đã hoàn thành, dự án đã đi vào hoạt động, có công suất 10.000 suất ăn một ngày, sử dụng gần 200 lao động địa phương. In-flight catering services of Vietnam Air Catering Services at Nội Bài International Airport has been approved by Civil Aviation Authority of Vietnam and then started construction from June 2016. After nearly 9 months of construction, until now, all the articles and items and the whole project have been completed. The new catering facility in operation is capable of producing more than 10,000 meals per day and using around 200 local employees. Và nhà máy đã được Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Bắc kiểm tra cấp phép đưa vào khai thác sử dụng. And được tổ chức đào tạo xuất ăn đạo hồi của Malaysia cấp chứng chỉ cho toàn bộ cơ sở và nhân viên. Được kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, phê duyệt hoàn thành đánh giá tác động môi trường, được cấp phép xả thải vào nguồn nước. Đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000. Các phương tiện đã được Cảng vụ Hàng không miền Bắc cấp giấy phép ra vào sân đỗ tại cảng hàng không. And our catering have been approved by Civil Aviation of Vietnam, by Northern Airport Authority, have been examined and authorized the license to put this catering facility into operation. Malaysia Airline Consultation and Training Agency has certified our unit halal certificates for the kitchen and halal certificates for all staffs. The company have built a quality management systems according to ISO 22000, and all of our catering trucks have been certified by Northern Airports Authority to check in and out of the airport. Và Vilasiat cũng đã tổ chức đào tạo cho toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia khóa đào tạo về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ theo luật định. Đào tạo nhân viên
điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế của cảng hàng không sân bay. Công ty cổ phần dịch vụ xuất ăn hàng không Việt Nam có thể tự tin khẳng định dự án cơ sở chế biến xuất ăn hàng không đã hoàn thành tất cả các mục theo đúng mục tiêu dự án đề ra, đó là đáp ứng hơn, tốt hơn nhu cầu của thị trường và tăng thêm sự lựa chọn cho các hãng hàng không. Ladies and gentlemen, VinSS has also organized for all of our employees to take part in training courses including food hygiene, food safety, occupational health and food safety, and fire safety according to the law of Vietnam. Training the all employees operating aviation ground handling equipment, vehicles in registered area at the airport. And we are so confident to assure that all the items in our catering have been fulfilled and reached the target of the project, that is, satisfying the growing demands of the market as well as creating more options for the airlines in the catering industry in Vietnam. Cơ sở chế biến xuất ăn hàng không tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài của VinAset có hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, phần lớn được nhập khẩu từ các nước Anh, Pháp, Ý, Đức, Mỹ với hệ thống thiết bị bếp treo đáp ứng đủ nhu cầu các nước xuất ăn Âu, Á, Nhật, Hàn xuất ăn đạo hồi. Với 36 kho lạnh với diện tích trên gần 2.000 m2 kho lạnh, điều khiển trung tâm, hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống camera lưu trữ, trung tâm giám sát toàn bộ hoạt động của nhà máy, đáp ứng truy xuất lịch sử dữ liệu của theo quy định của nhà chức trách, hệ thống dây chuyền rửa dụng cụ tự động, rửa cho dụng cụ của các hãng hàng không, các bếp và bao gồm cả bếp ăn nhân viên. VinAset Catering Facility at Nội Bài International Airport are equipped with the latest modern technologies, line and system equipment, mostly imported from England, France, Italy, Germany, USA, including the hanging kitchen system, responding the standard to produce Western meals, Asian meal, Japanese meal, Korean meal, Muslim meals, and other meals, and including 36 chiller storage. It's nearly 2,000 square meters of chillers with central control, central air conditioning system, modern camera system to supervise all the facilities operation, meet the demanding of accessing the historical data in line with the regulations of the authorities, automatic washing line system for tools, equipment from airlines, kitchen, and also including kitchen for staff, supervising, managing production line by ERP software system, and applying the ultimate technology for time saving, cost saving, and labor saving. Với hệ thống trang thiết bị tiên tiến hiện đại được cung cấp bởi các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới, với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng với đội ngũ người lao động có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến xuất ăn hàng không, công ty cổ phần dịch vụ xuất ăn hàng không Việt Nam được đánh giá là một cơ sở chế biến xuất ăn hiện đại mang tầm khu vực. With the modern and advanced technologies and equipment system provided by popular producers all around the world, the international standard quality managing system and the experienced labor forces on airline catering industry, VinAset is therefore regarded as one of the regional modern air catering services. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, ladies and gentlemen, có được những thành công trên trước hết nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ, ủng hộ của cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực hàng không, chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý cảng, các đơn vị lực lượng vũ trang, với sự phối hợp chặt chẽ của các nhà thầu tham gia dự án. To achieve those achievements, first to mention is the instruction and support from the state authorities in aviation industry, the local authorities, airport authorities, and forces and close coordination of the bidders and companies. Đáp ứng lại những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu đó, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế IATA và các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn an ninh hàng không. Đặc biệt, chúng tôi cam kết sẽ lựa chọn những nhà cung cấp nguyên vật liệu, thực phẩm đầu vào với chất lượng cao hàng đầu để đảm bảo an toàn.
And to respond those affection and support from you, we assure that we will provide products and services with the best quality to meet the strict requirements of IATA, Vietnam regulation about food hygiene and food safety, aviation security safety. Especially, we also assure that we will select the top well-known suppliers to confirm the highest quality and safety of products for the airlines. Nhân dịp này, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Số Đàn Không Việt Nam, chúng tôi trân trọng cảm ơn Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, chính quyền địa phương, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã tạo điều kiện giúp đỡ để VinaCS hoàn thành công trình. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các nhà thầu, các đơn vị đã tham gia trực tiếp dự án, lắp đặt thiết bị, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát. Công ty cổ phần dịch vụ Số Đàn Hàng không rất mong tiếp tục nhận được những sự ủng hộ quý báu đó trong thời gian tới. On this occasion, on behalf of the Board of Directors and the whole employees of the company, I would like to express our deepest gratitude to the Ministry of Transportation, the Civil Aviation Authority of Vietnam, Northern Airports Authority, local authorities, which enable us to complete our jobs. We sincerely thank all the bidders and the companies for direct taking part in executing the job and the equipment installation. VinaCS hope to continuously receive those precious supports in the upcoming time. Thành công của dự án là kết quả nỗ lực của người lao động trên tinh thần, nỗ lực lao động trên tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Số Đàn Hàng không Việt Nam. Tôi xin nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn những đóng góp của tập thể nhân viên, đặc biệt các đồng chí trực tiếp tham gia triển khai dự án. And the success of the project is a result of solidarity among the staff and the board of directors and the whole employees. We would like to thank all the support, especially from the staff who directly implementing the project. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. We all wish you good health, happiness and success. Thank you. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý. Như chúng ta được biết thì trong quá trình triển khai dự án, VinaCS đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng không. Sự quan tâm hỗ trợ đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho VinaCS có được ngày hôm nay. Trong khi không khí hân hoan của buổi lễ, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và xin được kính mời lên sân khấu ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam sẽ có những lời chia sẻ trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Ladies and gentlemen, during the preparation of the project, VinaCS has always received the great support and instructions from authorities and airline industry. Those supports are one of the most important factors to make VinaCS as today. And we would like to invite Mr. Võ Huy Cường, Deputy General Director of Civil Aviation of Vietnam, to be on the stage to make your speech. We'd like to invite you. Cảm ơn. Kính thưa các vị khách quý. Ladies and gentlemen. Đại diện người lao động và tập thể lãnh đạo của công ty cổ phần Xuất ăn Việt Nam. Dear all staff levels and board of managers of VinaCS. Kính thưa các quý bà, quý ông. Ladies and gentlemen. Thay mặt cho lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng công ty cổ phần Xuất ăn Việt Nam về sự khai trương và chính thức đưa vào sử dụng cơ sở chế biến suất ăn hàng không tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. On behalf of the managers from the Civil Aviation of Vietnam, I would like to congratulate Vietnam Air Catering managers and staff on this new catering facility and to put this facility into operation. Có thể nói đây là một bước đi thành công đầu tiên của công ty để chuẩn bị cho những bước đi thành công tiếp theo trong tương lai. We can say that this is the first successful step for the upcoming successful steps in the near future. Nhiệt liệt chúc mừng công ty VinaCS. Warmly congratulations VinaCS. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý ông quý bà. I have a strong belief that the introduction of new catering service in Nội Bài International Airport by VinaCS today will, together with other
airport service provider will greatly contribute the better or the best development of Nội Bài International Airport in particular and for the aviation of Vietnam in general. Thưa quý vị đại biểu, tôi, cá nhân tôi rất tin tưởng rằng công ty Sudan Hàng không Việt Nam tại hàng không quốc tế Nội Bài cũng như tại các cảng hàng không khác và cùng với các doanh nghiệp khác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ đóng góp cho sự phát triển của cảng hàng không quốc tế nói chung và sự phát triển của cảng hàng không quốc tế Nội Bài nói riêng. Two things that lead me to such a conclusion is that the first, Nội Bài International Airport have been developing very fast in recent time. Chúng ta có thể kết luận được một số điều là công ty xuất hàng không Nội Bài tại Nội Bài đã phát triển rất là nhanh. From early 1915, Nội Bài Airport have the new passenger terminal, and then we have the new road and new bridge connecting the downtown to the airport. Sân bay quốc tế Nội Bài cũng đã phát triển rất là nhanh. Từ năm 2015 đã phát triển thêm những đường băng sân đỗ, những cửa đỗ máy bay, những cửa boarding. And within only one year, 2015, the number of passengers served by Nội Bài International Airport increased about 22%. Và chỉ trong năm 16 thôi thì cái dịch vụ hoạt động tại cảng hàng không Nội Bài đã tăng trưởng rất là nhanh chóng, tăng trưởng tới 22%. And in 2016, Nội Bài witnessed two very important events. Và trong năm 16 thì hàng không quốc tế Nội Bài cũng có hai cái sự kiện rất là quan trọng. The first one is the big award for the very good service airport. Cái giải thưởng đầu tiên đó là giải thưởng dành cho sân bay có dịch vụ rất là tốt. And the second, Nội Bài International Airport marked the event that it rendered the service to more than 20 million passengers in 2016. Và cái sự kiện thứ hai đó là cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đánh dấu cái sự kiện là đã phục vụ cho 22 triệu hành khách. We also have the estimated the figure that in 2017 Nội Bài may expect to have 24.5 or 25 million passengers. Và chúng tôi cũng ước tính và mong hy vọng rằng trong năm 17 thì cảng không quốc tế Nội Bài cũng sẽ đón nhận và phục vụ cho 25 triệu hành khách trong một năm. And in 2020, the number of passengers passing through Nội Bài International Airport can be up to 24.5 or 25 million. Và cho đến năm 2020 thì cái lượng hành khách qua cảng hàng không của tôi Nội Bài cũng sẽ hy vọng đạt ở mức 24 triệu rưỡi cho đến 25 triệu hành khách. So, the capacity of VinaCS will provide to the aviation market together with NCS, Nội Bài Catering Service, will meet all the increasing demand for catering services at Nội Bài. Như vậy thì công ty Sudan Hàng không Việt Nam cùng với công ty Sudan Hàng không Nội Bài NCS sẽ là hai công ty Sudan đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng gia tăng của các hãng hàng không tại Nội Bài. Furthermore, there will be a better choice for customer and business partner in choosing the service provider with diversified meals including halal. Và điều quan trọng hơn đó là công ty Sudan Hàng không Việt Nam sẽ đem đến cho khách hàng sự lựa chọn, một sự lựa chọn hơn nữa, một dịch vụ tốt hơn nữa và các cái sản phẩm đa dạng, gồm có các sản phẩm từ Sudan châu Âu, châu Á đến Sudan đạo hồi, halal. The second, I believe that competition will be a very important drive for development. Và một điều thứ ba nữa, theo tôi rất quan trọng là sự cạnh tranh sẽ là động lực để phát triển và đem lại dịch vụ tốt hơn nữa cho khách hàng. At Nội Bài International Airport, we have competitive environment for businesses like
aviation field, like ground service, services, like cargo terminal, and so on. Sân bay quốc tế Nội Bài chúng tôi, các cái công ty hoạt động trong lĩnh vực đều có sự cạnh tranh. Ví dụ như là trong lĩnh vực cung cấp nhiên liệu, trong lĩnh vực hàng hóa, trong lĩnh vực sân đỗ, dịch vụ sân đỗ đều có sự cạnh tranh. So not only in at Nội Bài but also in Vietnam we have the first time we have a two catering services provider at one airport. Vậy thì lần đầu tiên tại Việt Nam, lần đầu tiên tại Việt Nam chúng tôi có hai công ty xuất ăn tại cùng một sân bay. This will help to have you know better business environment and then of course we will contribute to the cost efficiency for everyone. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển và sẽ đem lại hiệu quả hơn nữa cho tất cả mọi người. So I believe that there would be a better and better services at Nội Bài International Airport. Tôi hy vọng rằng với sự xuất hiện của VinaJet thì cái dịch vụ tại sân bay quốc tế Nội Bài sẽ càng ngày càng được nâng lên, càng được tốt hơn. In light of such, I believe that Nội Bài International Airport will develop and develop very fast in the coming time. Và với những điều như thế, tôi hy vọng rằng, tôi tin tưởng rằng sân bay quốc tế Nội Bài sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. And I believe that Nội Bài will not, you know, see the monopoly position, but Nội Bài will think about competition with other airports inside the country as well as in the region. Và tôi cũng chắc chắn tin tưởng rằng cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ có cái sự cạnh tranh tốt hơn nữa với lại các cái sân bay khác ở trong nước cũng như là các sân bay khác trên khu vực và quốc tế. I think that Nội Bài is now very attractive. More and more passengers will go through Nội Bài Airport. More and more airlines will increase frequency. New airlines will start flying to Nội Bài International Airport because it is a safe and attractive destination. Tôi tin tưởng rằng là sân bay quốc tế Nội Bài, cảng không quốc tế Nội Bài sẽ là một cái điểm rất là hấp dẫn cho tất cả các hãng hàng không. Ngày càng có nhiều các hãng không hơn nữa đến với Nội Bài, hành khách nhiều hơn nữa và sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại sân bay quốc tế Nội Bài. Now I would like to come back to VinaJet for the future development. Bây giờ tôi muốn quay trở lại với lại sự phát triển của VinaJet trong hiện tại và tương lai. I can see the two big challenges that VinaJet have to face in the coming time. Tôi có thể thấy được hai cái điều mà VinaJet sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. In order to win the heart from customer, from business partner, VinaJet have to think about first aviation security and food safety. Để chiến thắng trong kinh doanh, để thu hút được thêm khách hàng, lôi kéo được khách hàng, điều đầu tiên VinaJet phải hướng tới đó là an toàn thực phẩm, an toàn an ninh hàng không. The second, the quality of service. VinaJet should maintain and make it better and better for its service, quality of its service. Điều thứ hai đó là chất lượng sản phẩm dịch vụ. VinaJet sẽ phải cung cấp và duy trì chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt và ngày càng tốt hơn. Last but not least, I would like to wish that VinaJet will do the best service at Nội Bài International Airport and then have the better step to expand its services to Cam Ranh International Airport, Da Nang International Airport, and later on to Phú Quốc International Airport and other airports there could be a demand for catering services. Và dùng lời thứ ba cũng không phải là lời cuối cùng, nhưng chúng tôi xin chúc VinaJet lãnh đạo và cùng toàn thể nhân viên hoạt động tốt hơn nữa để cung cấp sản phẩm dịch vụ tại sân bay quốc tế Nội Bài và ngày càng mở rộng ra các sân bay quốc tế khác, sân bay quốc tế Cam Ranh, sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay quốc tế Phú Quốc và các sân bay quốc tế trên khắp Việt Nam. Finally,
I wish all of you have an enjoyable time with VinaCS today. Thank you. Còn cuối cùng tôi muốn chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có một thời gian rất tuyệt vời với VinaCS ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ và những lời chúc mừng của ông Võ Huy Cường. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý, dự án xây dựng nhà máy chế biến suất ăn hàng không tại cảng không quốc tế Nội Bài của VinaCS được khởi công xây dựng từ ngày 17 tháng 6 năm 2016. Sự ra đời của nhà máy đã mang tới thêm một sự lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ xuất ăn hàng không với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế cho các hãng hàng không trong và ngoài nước. Nhân dịp lễ khai trương ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và xin được kính mời lên sân khấu ông Ahmet Akpina, Tổng Giám đốc hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam sẽ có những lời chia sẻ trong buổi lễ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Ladies and gentlemen, our catering facility at Nội Bài International Airport started on 17th of June 2016. The establishment of the catering facility is to bring one more option of global standard catering services to all airlines. On this occasion, we would like to introduce and invite to the stage Mr. Ahmet Akpina, General Manager of Turkish Airlines in Vietnam, to be on stage to make your speech. I would like to start with sending my greetings to the officials and all the guests and the board members of the VNSCS. Thank you very much for having us today. Xin được chúc mừng và gửi lời chào tới tất cả quý vị, quý ông, quý bà ngày hôm nay và cảm ơn VNSCS đã có một cái buổi rất vui mừng ngày hôm nay. I've been working in Vietnam for more than 4 years. That makes me a senior GM in Vietnam already, actually. Tôi đã làm ở Việt Nam được hơn 4 năm rồi và là giám đốc một hãng ở Việt Nam. And that should be the reason that I'm invited to the stage for that speech. Tôi ở đây và đó là lý do vì sao mà tôi muốn ở đây và muốn lên đây để có những điều chia sẻ với lại quý vị. Vietnam is growing so fast and as being Turkish Airlines, we have that unlimited experience of fast growing environment. Việt Nam, đất nước Việt Nam đã phát triển rất là mạnh. Và hành khách cũng đã phát triển rất mạnh và tạo ra được cái môi trường hành khách rất là tốt. Actually, I know the end of this story. I mean, that's gonna be a success story, definitely. Tôi cũng tin tưởng rằng đây là một cái câu chuyện và một cái câu chuyện sẽ có cái hồi kết rất là thành công, một hồi kết có hậu. Mainly two things needed for success. The first one is actually vision. Có hai cái điều dẫn đến cái thành công. Thứ nhất đó là cái lý do. Without a clear vision, it's impossible to maintain a continuous growth. And at this part of my speech, I would like to thank to civilization of Vietnam. Không có lý do, không có lý do thì chúng ta sẽ không có được hướng và không có sự thành công. Và đây thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Cục Hàng không Việt Nam. Unlike many other countries, including so-called liberal countries, Vietnam Civil Aviation leading the aviation of Vietnam. Và cũng xin được cảm ơn Cục Hàng không Việt Nam, lãnh đạo của các bộ ban ngành của ngành hàng không. Second most important thing is labor, labors and passion. And và cái điều thứ hai rất quan trọng đó là con người và lòng đam mê. And this is the part I would like to thank to VinaCS team. Và điều này là điều mà tôi phải cảm ơn VinaCS. những con người rất tuyệt vời và có lòng đam mê, lòng nhiệt tình. They have the passion, they're energetic and they're willing to do better. Và họ là những con người có lòng rất nhiệt tình, phấn đấu, muốn phát triển. Future is definitely bright for Vietnam. Họ đã chọn một cái đường đi rất đúng ở Việt Nam. It's a little bit sad for me actually. I will be following these improvements, the future improvements outside of Vietnam. Tôi cũng đã ra đi ra ngoài nhiều và đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam cũng nhiều và cũng nhìn thấy được cái sự. I'm already posted to another country. I mean, I'm going to leave soon, but my heart will be here and all my good wishes as well.
Tôi cũng đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà tôi vẫn muốn ở Việt Nam. Trái tim tôi vẫn ở Việt Nam. I would like to congratulate the Vinacs again for this new investment, and I would like to hope good luck to them. Và cá nhân tôi xin chúc mừng Vinacs, chúc cho sự thành công của Vinacs, và tôi hy vọng rằng Vinacs sẽ thành công. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Ahmed Abina. Kính thưa quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý, để đáp lại những tình cảm chân quý của quý vị đại biểu, quý vị khách quý, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và xin được kính mời ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất ăn Hàng không Việt Nam sẽ có những lời phát biểu đáp từ. Trân trọng kính mời ông. Ladies and gentlemen, to respond to those cherished affectionate coming from our guests, we would like to introduce Mr. Nguyễn Minh Hải, Chairman of Vietnam Air Catering Services, to be on the stage to make his thankful response. Thank you. Kính thưa các vị lãnh đạo, các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương. Ladies and gentlemen. Kính thưa các quý vị khách quý là đại diện của hơn 30 hãng hàng không trong nước và quốc tế. Dear valued guests who are representatives of over 30 airlines in Vietnam. Lời đầu tiên, cho phép tôi bày tỏ sự vui mừng và lời cảm ơn chân thành tới tất cả sự hiện diện của quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Firstly, I would like to express my gratitude and thanks to the attendance of all our valued guests all around at the grand opening ceremony today. Thưa quý vị, trong thời gian khoảng gần 9 tháng, hôm nay chúng tôi đã chính thức vận hành và khai trương nhà máy chế biến xuất ăn hàng không đầu tiên tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Và mà trong một thời gian ngắn nữa, trong tháng 4, chúng tôi sẽ khai trương nhà máy thứ hai tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh với đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận của các cơ quan ban ngành và các tổ chức quốc tế. Ladies and gentlemen, after nearly 9 months, today we are officially put this catering into operation and organize a grand opening ceremony for our first catering facility at Nội Bài International Airport. And in a very short coming time, next month in April, we will organize the second opening ceremony of our second catering facility at Cam Ranh International Airport, with all necessary certification and license from Vietnam authorities and international organizations. Tại buổi lễ này, chúng tôi rất vui mừng và xúc động được lắng nghe những ý kiến chỉ đạo của cơ quan ban ngành chủ quản, những lời khen ngợi, những lời động viên khích lệ của đại diện khách hàng. Đây chính là niềm tự hào và vinh dự đối với cá nhân tôi và toàn thể cán bộ công nhân viên của Vinacs. Tôi xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về những đánh giá tốt đẹp dành cho Vinacs. Và đó cũng chính là những định hướng trọng tâm của chúng tôi trong hoạt động thời gian tới. At this opening ceremony, we are very appreciated and thankful for the direction of the local authorities as well as the compliment and the encouragements from the airline partners. This is a pride and honor with me, myself, and employees of Vinacs. I, myself, would like to express my deepest gratitude to Mr. Võ Huy Cường, Deputy General Manager of CV Asian of Vietnam, for his assessment support for Vinacs. That will be our focus point in the future. Chúng tôi tin tưởng rằng với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, với các nhà cung cấp uy tín hàng đầu Việt Nam, với sự tâm huyết và lành nghề của đội ngũ cán bộ công nhân viên Vinacs, chúng tôi sẽ từng bước xây dựng thương hiệu Vinacs ngày một vững mạnh, với đúng cam kết mà chúng tôi đưa ra khi cung cấp dịch vụ là an toàn, chính xác và hiệu quả. We strongly believe that with our modern technologies, friendly environmental solidarity, dedication and high skills of our ships and our labor forces, we will build up Vinacs stronger and stronger as our commitment. That is safety, accuracy, efficiency. Nhân dịp này, cho phép tôi được cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan ban ngành từ trung ương tới địa phương. Xin cảm ơn các nhà thầu, các chuyên gia đến từ Nhật, Đức, Pháp, Malaysia đã sát cánh cùng chúng tôi trong thời gian vừa qua. And we'd like to say thank you to all the support from the state authorities and local authorities
And also to obedience, especially from Japan, Germany, France, side by side with us during our time. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các hãng hàng không trong nước và quốc tế đã tin tưởng VinaCS và hy vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt trong thời gian tương lai. And we would like to say thank you very much to all allies who believe in us, and we hope to cooperation with allies with you in the coming future. Và đặc biệt, tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ công nhân viên VinaCS, những người bạn đã cùng nỗ lực ngày đêm với chúng tôi để hoàn thành và cho cái sự kiện trọng đại ngày hôm nay. And especially I would like to thank and express my deepest gratitude to all of you, all of our employees of VinaCS for your great effort from day and night until now for this event. Và cuối cùng, xin được kính chúc tất cả các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Once again, thank you, ladies and gentlemen. Wish you good health, good luck, happiness. Thank you. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Hải. Vâng, kính thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là giây phút quan trọng nhất trong buổi lễ. Đó chính là nghi lễ cắt băng khánh thành cơ sở chế biến suất ăn hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Và một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn của mình về phía khu vực sân khấu chính để cùng chứng kiến và cùng chia vui với VinaCS trong giây phút trọng đại ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại diện có tên sau đây sẽ cùng tiến về khu vực sân khấu chính để cùng thực hiện nghi lễ long trọng này. Thứ dân xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn. Trân trọng kính mời ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất ăn Hàng không Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc. And it is our great honor, special honor to invite our valued guests to be on the stage to join the ribbon cutting protocol, Mr. Ahmed Apina, General Director of Turkish Airlines in Vietnam, Mr. Antukov Nikolai, Deputy General Director of Aeroma from Moscow, Mr. Rada Sunton, Vice President of Laos Airlines from Vientiane, Mr. Lee Sang-un, General Manager of ASEAN Airlines in Vietnam, to be on the stage. Thank you. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại diện có tên. Chúng ta sẽ cùng tiến về khu vực sân khấu chính để có thể thực hiện nghi lễ rất quan trọng trong ngày hôm nay ạ. Nghi lễ cắt băng khánh thành nhà máy chế biến suất ăn hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài của VinaCS. Vâng, và chúng tôi sẽ có tín hiệu đếm ngược từ 5 về 1 để cho các vị đại diện ở tại khu vực sân khấu chính có thể thực hiện nghi thức rất quan trọng này. Và Thúy Dương xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng đứng lên và cùng chứng kiến nghi lễ long trọng ngày hôm nay được không ạ? Xin mời ạ. Vâng, chúng tôi sẽ đếm từ 5 về 1 ạ. We would like to invite Mr. Dương Thiên Nghĩa, General Director of Vietnam Air Catering Services. Vâng, kính thưa quý vị, chỉ một ít vỡ thôi thì chúng ta sẽ cùng chứng kiến nghi thức rất long trọng trong ngày hôm nay ạ. Vâng, và chúng tôi sẽ có tín hiệu đếm ngược từ 5 về 1 ạ. Không biết là các quý vị đại diện ở tại khu vực sân khấu chính đã sẵn sàng chưa ạ? 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Mission. Vâng, một lần nữa chúng ta hãy nổ những tràng pháo lớn thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho lễ khai trương nhà máy chế biến suất ăn hàng không tại Cảng Không Quốc tế Nội Bài. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã cùng thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành nhà máy cùng VinaCS. Thưa quý vị, sau 9 tháng nỗ lực phấn đấu với sự quyết tâm cao nhất và cho đến nay thì nhà máy chế biến suất ăn tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài của VinaCS đã hoàn thiện ở tất cả các hạng mục. Và chỉ một ít phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng đi tham quan dây chuyền công nghệ của VinaCS theo sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên. Ở tại khu vực sân khấu chính sẽ là phần biểu diễn nghệ thuật của những nghệ sĩ tới từ đoàn Lân Sư Rồng Đông Đô thay cho lời chúc mừng cho VinaCS trong ngày hôm nay. Thank you.
thưa quý vị, ở tại khu vực sân khấu chính, chúng ta đang được theo dõi phần biểu diễn nghệ thuật của những nghệ sĩ tới từ đoàn Lân Sơn Rồng Đông Đô. Những tiết mục nghệ thuật rất là hân hoan và khấn khởi thay cho những lời chúc mừng tới VinaCS trong buổi lễ khai trương nhà máy chế biến suất ăn hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Vậy là sau 9 tháng nỗ lực phấn đấu, thì với sự quyết tâm cao nhất của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty, cho đến nay thì nhà máy chế biến suất ăn tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài của VinaCS của chúng tôi đã hoàn thiện ở tất cả các hạng mục. Và một lần nữa chúng tôi rất vui mừng khi được đón tiếp các quý vị đại biểu và các quý vị khách quý trên chính cơ ngơi khang trang ngày hôm nay. Và ở phần tiếp theo của chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, chúng ta sẽ cùng đi tham quan dây chuyền công nghệ của VinaCS theo sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên. Và sau khi tham quan nhà máy thì ban tổ chức xin được kính mời quý vị cùng quay trở về với khu vực sân khấu chính và tham dự bữa tiệc trưa ấm cúng do chính bàn tay của các đầu bếp của VinaCS thực hiện. Xin trân trọng kính mời. Ladies and gentlemen, after 9 months with the highest effort and until now the catering facility of VinaCS has been completed. We are very happy to welcome our guests on this location. After this, we would like to invite all of you to visit our catering facility in a kitchen tour. After finishing the kitchen tour, we would like all of you to return to this location to enjoy our cozy party prepared by our chefs. Thank you.
Thưa quý vị, và chúng tôi rất vui khi được quay trở lại với khu vực sân khấu chính để có thể chào đón quý vị đã có mặt tại bữa tiệc trưa thân mật chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay. VinaCS vô cùng cảm kích và cảm ơn quý vị đại biểu đã đi tham quan dây chuyền công nghệ của chúng tôi. Đó có thể nói rằng cũng là niềm vui, niềm vinh dự với toàn thể cán bộ nhân viên của VinaCS. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc vào sự ủng hộ và hợp tác quý báu của quý vị đại biểu, quý vị khách quý trong tương lai. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn của mình về phía khu vực sân khấu chính. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhập bữa tiệc ngày hôm nay và chính thức khai tiệc bữa tiệc chúc mừng ạ. Vâng, và sau đây thì Thùy Dương xin được mời các vị đại diện chúng ta sẽ cùng lên nổ sâm banh và chính thức khai tiệc cho bữa tiệc trưa ngày hôm nay. Thùy Dương xin được mời lên sân khấu ông Dương Tiến Nghĩa, Tổng Giám đốc công ty VinaCS. And we would like to invite our guest to be on the stage to open the party today, Mr. Dương Tiến Nghĩa, General Director. Mr. Cao Tuấn Anh Dũng, General Director of DHT Aviation. Mr. Lee Sang-un, General Director of ASEAN Airlines. Mr. Ahmed Akpina, General Director of Turkish Airlines. Mr. Radha Sunthorn, Vice President of Lao Airlines. And Mr. Nicholas, for Deputy General Director of Aeroma from Moscow. Vâng, và Thùy Dương xin được mời ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Trân trọng kính mời ạ. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được mời các vị đại diện, chúng ta sẽ cùng nổ những chai sâm banh, những tiếng nổ thật lớn để chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay, lễ khai trương nhà máy chế biến xuất ăn hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Vâng, lần lượt những tiếng nổ sâm banh đã được vang lên ạ. Xin mời ạ, những tiếng nổ tiếp theo ạ. Vâng, vậy là những tiếng nổ cuối cùng đã được vang lên ở tại khu vực sân khấu chính rồi, báo hiệu những cái sự thành công, những thắng lợi mới, những vận hội mới tới với VinaCS. Vâng, và chúng tôi sẽ đến từ 1 đến 3 và chúng ta sẽ cùng hô thật lớn và chúc mừng nha. Những ly đồ của quý vị đâu ạ? Xin mời ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Vâng. 1, 2, 3, chúc mừng. Vâng, và xin được thay mặt cho VinaCS, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục dùng bữa tiệc thân mật ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một bữa tiệc trưa thật ngon miệng và thật vui vẻ. Và chúng tôi rất là hy vọng rằng trong thời gian tới thì quý vị sẽ luôn luôn tin tưởng, hợp tác, đồng hành và ủng hộ với rất nhiều những kế hoạch tới từ VinaCS của chúng tôi ạ. Ladies and gentlemen, on behalf of our catering company, we would like to say thank you very much for your coming to our opening ceremony today. And we'd like to wish you good health, good luck for the near future. And we'd like to have a close cooperation, partnership, friendships with you and with the allies now and in the near future. Enjoy your time and meal. Thank you. Vâng, xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công. Xin kính chào tạm biệt.